một video trước đó để nói về nó rồi. Thế nên là gì ạ? Giờ chúng ta sẽ xem là ở trong này có gì nhé. Tất nhiên mình sẽ không mong chờ nó được như là bản chính hãng rồi, tất nhiên rồi. Nhưng mà để xem chúng ta có gì nào. Ok. Nhờ bạn cameraman skip đoạn này để mình cắt nó. Cắt đi. Ok. Nào, đoạn đấy thì kiểu gì thằng Khánh nó phải edit là kiểu cắt tiếng nhưng mà. Cutting. À, cắt mở giờ. Tại sao chúng ta cắt hay đâu khác nhau? Cắt đầu là cả nữa. Nghe được không? Đấy, mở cái kéo đấy nhỉ, lòng lòng nhưng mà nó cắt vẫn ngon. Đây. Tìm chó sửa lỗ tai. Xem nào. Đây. Đó, cái này cần rút ra được. Ok, tôi chợ. Hiu. Sao trong nó sai? Tại vì nó không có ấy mà, nó không có cái hộp. Đây là hộp token với cả quân này. Ok, chút hơi nhỏ. Mình có nên thế được. Thế thôi. Chỉ thế thôi. Thế này là đủ rồi nhá. Nào tiếp tục là Quang ơi, lấy cho tôi mình bằng cái bộ rút xuống đây. Tiếp tục. Ok. Tôi bóc cái bảng chân. Đang bộ. Ừ, đúng không? Các bác để bên này để tính lượng cắt. No, cái này. Mình là thật sự muốn chơi. Sao lại ấy bằng mồm? Còn gì? Đèo. Ông cái đèo đấy. Đấy rồi, ôi, chắc được phết. Được phết này. Được rồi. Bra. Sao vậy? Thôi được. Đây rồi, ôi, được phết này. Ôi, cầm thử đi, đá phết. Ổn, tức là ổn phết. Nó giống hàng riêu không? Không. Nó không được như hàng riêu, nó hơi nhỏ. Cái này thậm chí nó còn nhạt hơn, nhìn nó hơi nhạt. Nó bị hơi nhỏ hơn nếu mà anh thử cầm cái bảng kia ra so sánh xem nó bị hơi nhỏ một tí. Không sao đâu. Đấy, đặc biệt cái này là sâu, cái này là lấy cái này làm thumbnail của clickbait các bạn luôn. Ổn đấy. Ổn mà. Cũng rẻ nữa. Rồi, xem cái con quả nào. Con này thì sao? Bạn có sở đi một lần? Đó, một chút không? Nhỏ, nhỏ hơn một chút thôi. Chả đáng kể. Không đáng kể. Thế được rồi. Đây, quan trọng nhất là cái fan này này. Hai cái fan này thì nó sau ở các video riêng. Quan trọng nhất là fan này, đây là một fan fanmade và do bạn làm tặng kèm thêm mình. Tức là mình chỉ đặt hai con này thôi, rồi bạn tặng mình cái này. Ôi, ổn nè. Đâu? Ok. Rồi. Chúng ta này nữa. Rồi chúng ta có thêm hai phe cho nút. Cái này. Được phết hả? Đùa lắm. Cái này được phết. Cái đống bài này là... đống bài này thì chỉ có những cái lá mút của con chuột. Khánh ơi, tôi xin view đấy. Đây, như lá mút. Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái mút của con chuột. Với mắt sau là đây. 8 cái gì đó. Đấy, rất là đẹp. Em mượn xem token của thoải mái token đấy. Có chuột to và chuột nhỏ đấy. Có một con Golok ạ, một con. Đây là con Golok. Chỉ có một con Golok thì thôi. Ừ, có một con Golok. Đấy con chuột. Đây là các lá bài của bọn lửng này. Đây là các lá bài của bọn lửng. Có ba lá, nhìn rất phết. Đây mặt sau đây. Bạn làm rất là chi tiết. Cuối cùng là những cái lá bài của Adventure Setup. Mình có Adventure Setup rồi nhưng mà giờ thì bảy tặng thêm. Tức là làm thêm, tại vì thưa cái Adventure Setup này nó sẽ nằm ở trong bộ của Marauder và giờ thì nó chất lượng hơn hẳn, mình sẽ không cần dùng những lá này kia nữa. Đâu của con đây rồi, ở đây tuyệt vời. Của cái con này. Ok, giờ đến bọn Meeple và token đi. Em cứ lấy hết ra thôi. Đây kiểu Meeple đây đấy, xem có một ra không hay là như nào. Người ta có muốn tôi đổ ra đây. Đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái xúc sắc của các phe và bài ấy làm kiểu bạn còn làm kiểu nó bị sâu vào ấy và làm như thế này thì rất là nhìn nó đẹp hơn đấy, tức là đẹp hơn và nó bền, nhìn nó bền màu hơn đấy và to phết, cái xúc sắc to phết đùa. Mấy con chuột này hơi nhỏ, tính là nó chuột này hơi nhỏ nhưng mà con vua lốc thì nó to đúng không? Đây con vua lốc đây. Ừ, con vua lốc thì nó to, chứ con chuột thì hơi nhỏ. Có kệ xả sao? Có được. Đây con vua lốc rồi. Thế ổn rồi. Khánh cho bạn xem, các bạn xem. Thấy rất là được. Có đây cơ. So sánh với con chuột thường đủ không ta? Ôi, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 đủ rồi. 20 đúng không? Tôi cần bài này nè. Đâu, quần sọc cho nó. Phan, cái này là cho bọn Hải Linh hả? Ôi, ngon này. Đấy, bọn này mà, để đây. Đâu, cái này là token này mà. Cái này là... Cái này có bọn Hải Linh mà.
Ừ. Đúng rồi, cái này cho Hải Ly. Thấy tôi bảo rồi, bạn tặng sinh nhật tôi tốt vậy. Cái này bọn Hải Ly mà. Ngon luôn này. Quá ngon này. Cái này là cái này là mình làm rồi. Đấy, đây là cái bản cũ của mình này, cái bản mình tự làm nó bị xấu. Nó chính là con tệ. Nó chính là con này này. Đấy. Nhưng mà cái của mình nó xấu hơn. Đấy, của bạn làm tốt hơn hẳn. Nó màu nó hơi nhạt nhưng mà tốt hơn hẳn. Bản nó cũng thế này. Con này cũng hơi đấy. Con này đâu? Đây. Con này hơi nhìn hơi lạ, nhìn hơi buồn cười. Ok. Không sao. Nó thế được rồi. Okay. Đây. Rất đen quá tặng kèm đâu mà. Ok, cuối cùng là bọn lửng miệng đẹp. Trời ơi. Lửng nó làm sâu vào trong này. Sâu cần các thứ. Có phân cái hạt một làm giấy thế. Cái này thì sợ dễ hỏng. Cái này thì sẽ hơi sợ dễ hỏng này. Nên mình phải chơi cẩn thận, giữ cho nó cẩn thận. Cái này rất là dễ hỏng, tôi cảm thấy. Không cẩn thận là nó hỏng. Ơ, cái giấy hơn mặt gốc. Dày hơn mặt gốc. Cái này cũng. Nói chung mấy cái token của bạn làm thì khá là dày và to. Nên mình sợ chơi dễ hỏng nhưng mà không sao cả. Bọn mình sẽ cố gắng giữ đó. Nói chung là tất cả phần cái này sẽ không có, không phải là toàn bộ bản mang ra đời nha các bạn. Tại vì mình sẽ không có bốn cái phe đánh thuê của trong cái bản đó. Còn lại thì đầy đủ và mình tặng thêm này. Lưu ý nếu các bạn muốn chơi thử, khánh cho tôi mượn tí. Nếu mà muốn chơi thử phe này thì khó, từ lờ mau. Các bạn muốn chơi thử phe này thì các bạn hãy inbox riêng bạn ấy nhá. Cái này ở video trước mình đã hướng dẫn rồi. Thì cái này phải đặt riêng chứ không đi cùng cái đống này đâu. Cái này là mình được tặng thôi chứ không phải là mình mua cái này nhá. Cái này nên inbox riêng thì mới được. Ủa cái máy là bùn mà. Nhưng mà anh sợ cảm giác dễ hỏng thôi chứ không phải là nó xấu. Bạn làm rất đẹp. Chứ bây giờ dễ hỏng. Cái này cảm giác nó dày hơn đấy, nó phải bền hơn nhá. Bền hơn dễ bạch phát này nhá. Chắc là sẽ làm bỏ đấy ạ. Ai biết được. Ai biết được. Nhưng mà công nhận thế này rất là đáng. Cái này rất là đáng. Là, nếu mà mình mua đút bình thường bộ này phải 1.3 triệu, đấy là chưa có này nhá. Không có này mà đã phải 1.3 triệu, đây mình mất có gần 400. Được đống này, con này chỉ có một điểm hơi buồn cười là con này nhìn nó hơi buồn cười thôi. Cái con này này. Con này nó hơi buồn cười. Con này là con fan mết à? Ừ, con này con fan mết. Con này chip code đắm đấy. Ừ. Ông chưa biết nha, thì mình xem lại cái lực nó. Chip code của nó ít hơn cả bọn lực này. Chip code của hôm trước mình chơi. Chứ là ra lại. Cái đấy mình chưa biết được nhá, cái đấy phải soạn. Ok, rồi bây giờ nhờ editor tua nhanh đoạn này để chúng ta cất đống này vào hộp. Hoặc là skip một đoạn này. Nào, đưa vào đây thì... Đây, cho vào, tôi anh nghĩ là phải vứt đống này. Một hộp. Vứt hết, vứt hết. Vứt hết, vứt hết, vứt hết. Không chưa ban năm. Cậu ý tôi nói là rất lâu rồi. Đúng thật, bọn này nó anh sẽ không thừa năm. Vứt đi. Tầm này rách rồi, anh nghĩ là anh sẽ nhờ bà ấy làm luôn cái phe này. Nhưng mà nhờ bạn ấy thì... Anh gửi thôi. Bạn ấy cũng phải một khoảng... bỏ hết đi. Bỏ hết đi chứ. Con ốc là hàng thật hay là hàng... Cái pha mết đấy. Pha mết đấy. Đến đây là hết hàng thật rồi. Đến con lửng và con chuẩn là tất cả là hết hàng thật rồi. Này, cẩn thận bọn này bị dính vào nhau này bởi vì nó tách ra. Lâu. Để do cái sơn. Nó hơi khác con này, bởi vì con này là con này thuê. Nó khác này, tất nhiên nó phải khác. Ê, con này là của nợ đi. Con đấy con này thuê. Con báo nó vẫn chưa. Con đấy là có trong bản sản phẩm của họ nhé, không phải là fan mết. Mình hình như chưa là... chơi con này bao giờ. Ông chưa chơi đánh thuê bao giờ đúng không? Ừ. Nhưng mà mình còn bị mất con này thuê nữa. Ừ. Cái... Kệ với mua bộ mới là gì? Mua bộ mới là được á. Ừ, tức là mua thêm bộ đánh thuê mới của những cái khác nó sẽ vẫn tặng cái đấy. Ok. Còn bộ máy cái này là đây. Token của bọn chuột. Ừ. Em chơi bọn chuột. Ok. Anh chơi em. Nào. Không mở cái này cho máy. Anh nói thế anh có buồn bây giờ. Có đâu có buồn đâu. Sao chúng mày phải buồn khi chúng mày chia sẻ mà. Không. Sâu nhở. Sao phải buồn? Đấy là con sen. Sen á? Con sen mà. Không phải sâu đâu. Chính chắc. À đúng rồi các bạn, nếu mà tính ra thì đây là một vài món quà sinh nhật của mình do đứa cháu mình tặng. Yeah. Này nó cũng... Tớ là sen. Cái token mà. Cái token này nó... Không, cái mắt nó như các thứ này nhưng mà nhìn như con sen. Con sâu cũng có mắt kiểu đấy với vòi không, kiểu đấy là con sen. Không quan trọng, tớ là sen sâu. Tớ là sen sâu đời. Sen bọ hung. À đưa cái kia đây phải không? Mà tớ bộ cảm thôi. Ok. Tớ sẽ để nó ở đây cuối cùng.
Ở nhà. Ờ, mấy cái token hoa hoa thì có con như nào không? Mọi người có biết vì sao lại không được quay mặt không? Thế thì vứt rồi. Hay phải lôi ra. Bỏ đi bỏ trong cái thật giả lẫn lộn. Bỏ đi bỏ đi. Nhưng mà có cậu là thật với tớ. Thôi tổng cộng những cái đoạn này Khánh chỉ cần cắt đoạn đó thôi được. No. Cắt đi. Bỏ bớt đoạn cái hộp nhỏ nhỏ đâu. Đưa em bỏ bớt mấy cái lá facet kia cũ đi. Ờ. Quang quang, hộp bé, quang quang, hộp bé. It's so funny. Không hỗ trợ. Support đi. No. Nhân viên ơi, bạn hỗ trợ mình với. Cái này. Cái này. Lời mau quá.